Kính chào quý vị khán giả đang đến với bản tin Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Bây giờ là nội dung của bản tin hôm nay. Bộ Giao thông Vận tải vừa có ý kiến gửi Chính phủ đối với kiến nghị của tỉnh Lào Cai về việc mở rộng đường cao tốc đoạn từ Yên Bái đến Lào Cai dài 83 km từ 2 làn xe lên 4 làn xe. Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu huy động nguồn gốc, hình thức đầu tư phù hợp để tiếp tục mở rộng đoạn Yên Bái Lào Cai theo quy mô 4 làn xe để khai thác đồng bộ về quy mô với đoạn Nội Bài Yên Bái và đầu tư hoàn thiện tuyến đường theo quy mô quy hoạch 6 làn xe khi có đủ điều kiện. Đại diện Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam cho biết, về quy chuẩn đường cao tốc Việt Nam, đường phải có giải phân cách giữa và làn dừng khẩn cấp. Với đoạn Yên Bái Lào Cai hiện nay, để phục vụ tốt cho phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, thì việc hoàn chỉnh thành 4 làn là rất cần thiết. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và thực tế lưu lượng về hồ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng một cửa xả đáy hồ Thủy điện Hòa Bình vào 14 giờ chiều ngày 24 tháng 7. Công ty Thủy điện Hòa Bình tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và các cơ quan liên quan theo quy định. Trước đó, vào hồi 7 giờ sáng ngày 24 tháng 7, mực nước hồ Thủy điện Hòa Bình ở cao trình 101,4m, lưu lượng đến hồ 1.494 m³/giây, tổng lưu lượng xả 3.969 m³/giây. Tận dụng lợi thế về điều kiện tự nhiên, các địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La đã tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện cải tạo vườn tạp và bố trí lại cơ cấu cây trồng lâu năm với các loại cây cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao. Người dân đã và đang áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cải tạo, chăm sóc tốt, sử dụng nhiều giống cây trồng mới. Các nhà máy chế biến nông sản đã được đầu tư, xây dựng và đi vào hoạt động ổn định, đóng góp tích cực vào việc tiêu thụ các sản phẩm nông sản của tỉnh. Diện tích cây lâu năm hiện có trên 98.970 ha, tăng 2,42% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, diện tích cây ăn quả 68.548 ha, tăng 3,45% so với cùng kỳ năm trước. Cây cà phê 18.100 ha, tăng 1,66%. Cây chè 5.802 ha, tăng 0,52%. Trong 6 tháng đầu năm 2022, cây ăn quả và cây công nghiệp lâu năm đạt sản lượng khá cao, như xoài trên 45.920 tấn, mận trên 78.720 tấn, chuối trên 27.990 tấn, cao su 1.481 tấn, chè trên 16.980 tấn. Nếu quý vị có dịp đến với chợ phiên San Thàng, thành phố Lai Châu vào thứ Năm hoặc Chủ nhật hàng tuần, du khách sẽ rất thích thú trước khung cảnh người dân bày bán những con lợn cắp nách. Khu chợ là một cái sân nhỏ trong chợ phiên San Thàng. Lợn ở đây được bà con mang từ trong bản ra bán. Mỗi tuần chỉ có hai phiên là thứ Năm và Chủ nhật. Vì thế ngay từ sáng sớm, bà con đã mang lợn ra chợ để tiếp cận cho thương lái mua hàng. Mỗi phiên chợ có khoảng 50 người dân, chủ yếu là dân tộc Mông, mang hơn 100 con lợn cắp nách tới bán. Hầu hết lợn ở đây bán theo con với giá trung bình từ 800 đến 1,2 triệu đồng trên một con. Điều độc đáo là người mua ít trả giá. Mới chọn thì đi thì phải 6-7 con. Thì chọn lúc thì bán được 3-4 con, lúc thì bán được cả 6-7 con. Gọi là lợn cắp nách hay một số vùng còn gọi là lợn lửng là loại lợn đặc sản có nhiều ở vùng cao, đặc biệt là Lai Châu. Loại lợn này của người dân tộc thiểu số vùng cao như Mông, Thái, Dao. Nuôi chủ yếu là chăn thả tự nhiên. Vì thế lợn rất chậm lớn, trung bình chỉ từ 10 đến 15 kg. Con to cũng chỉ tầm 20 kg trên một con. Vì lợn không quá nặng nên người dân đi chợ phiên thường cho vào gùi, xách tay, cắp vào nách. Lợn đây thì cũng anh em bán cũng giá cả cũng hợp lý thôi. Cũng lợn đây được cũng để thường xuyên mua lợn đây, anh mua lợn đây để cho bà con tiêu thụ nhiều. Đối với người dân Lai Châu, phiên chợ không chỉ là nơi mua bán trao đổi hàng hóa mà còn là nơi hội tụ, nơi gặp gỡ và giao lưu của đồng bào các dân tộc sinh sống quanh vùng, góp phần gìn giữ những nét văn hóa truyền thống của các dân tộc và nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân. Bản tin Tây Bắc chuyển động hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.